Số số email của máy là 74035. Khi nhận được máy thì anh Giang cứ kiểm tra đúng số mây thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB anh Giang ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông đã tin tưởng và đặt mua của Tu Vân Mobile. ở bên trong máy thì anh giang và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Hầu như không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Và đây là đặc điểm của một cây máy zin chưa đụng ốc và được mở ra lần đầu tiên. Và à, bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết và giải thích cho anh và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin cụ thể ở đây là một cây máy zin chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên ở trên cây máy này đầu tiên thì về phần pin thì ở đây anh và mọi người có thể thấy đây là một viên pin zin theo máy thì thứ nhất thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy và thứ hai là đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên anh có thể thấy là trên bề mặt của quả pin thì rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả không có dấu tay và nó không bị không không bị rách cái phần siêu đen ở trên quả pin này anh nhé thứ hai là phông chữ ở trên pin thì ở đây anh có thể thấy là được in rất là rõ nét nó không bị mờ không bị nhòe in không lỗi nhé kể cả logo quả táo và những ký hiệu ở dưới này được in rất là đẹp không hề bị lỗi một chút nào cả và về form pin Tức là hình dạng của viên pin thì anh thấy là rất là đẹp anh nhé Ở đây thì anh có thể thấy là những cái đường bo Được hãng làm rất là đẹp Và đây là siêu pin zin theo máy Thì ở đây anh có thể thấy Nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp anh nhé Đây là siêu pin ở phía dưới Rất là mỏng và được dán rất là đẹp chút nữa thì khi mà lật viên pin zin lên thì Tu Vân Mobile sẽ cho anh và mọi người xem cái lớp siêu pin zin ở phía dưới. Nếu là siêu pin zin thì sẽ được sẽ có thể tách ra được thành hai lớp. Còn nếu mà là siêu pin lô thì sẽ không tách được anh nhé Và đây là camera trước của máy thì ở đây anh có thể thể thấy là camera trước của máy thì trong vắt anh nhé Không có một chút bụi nào cả. Không bị bạc camera ở trên những cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Tại vì nó chưa qua thay thế sửa chữa và chưa qua rửa cam. Ở đây thì anh có thể thấy là ở cái dòng iPhone XS và XS Max thì nó có một cái lớp này gọi là cái lớp mà siêu bằng keo thì cái này được hãng làm để mà gắn cái cái giắc kết nối này với lại cái thân máy thì ở đây thì anh thấy nó là nó vẫn còn nguyên thì chứng minh là cây máy này chưa ra màn bao giờ rồi nhé Đấy. tức là chưa tháo màn để riêng ra lần nào thì hầu như là tất cả các nhiệm vụ sửa chữa thì phải tháo cái, cái màn hình này ra để có thể thay thế sửa chữa Đấy. thì ở đây thì anh thấy là vẫn còn nguyên chưa tháo ra lần nào rồi nhé và đây là nẹp ở camera sau à, thì anh thấy là rất là sáng rất là sạch nó không hoen gì và không có dấu tay thì cái điều này thì chứng minh là uh, chưa có dấu hiệu của việc uh, bị bàn tay thợ uh, động chạm vào để uh, thay thế sửa chữa anh nhé à, và đây là nẹp ở trên bên và cũng đồng thời là nẹp pin thì ở đây anh thấy là ở uh, trên bề mặt của của, của nẹp thì rất là đẹp rồi nhá uh, thường là máy đã bị thay thế sửa chữa thì ở trên cái nẹp này, cái cái nẹp bằng cái nẹp này thì có một cái lớp màu đen, cái lớp này thì nó rất là dễ có dấu vết và dễ bị rách anh nhá. thì thường là nó sẽ có dấu vết nhưng ở đây thì anh thấy là nó vẫn còn nguyên, không hề có dấu tay, không hề có bụi bẩn, sạch đẹp gần như một cách hoàn hảo. đây là cái siêu ở trên main thì ở đây anh thấy là rất là đẹp rồi nhá nó hầu như là không có bụi bẩn không bị rách và nó không bị không bị xun xoăn nhăn nhau Đấy. thì uh, chứng tỏ là chưa có dấu hiệu của việc bị sửa mên nếu mà bị sửa mên thì thường là dưới tác động của nhiệt thì nó sẽ bị uh, bạc màu hoặc hoặc là bị nhăn nhau Đấy. còn ở đây thì anh thấy là rất là đẹp không có dấu vết gì cả và sang đến phần màn hình của máy thì uh, thứ nhất là cái miếng siêu đen lớn ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là cái miếng siêu đen lớn này nó rất là đẹp anh nhé rất là đẹp ạ nó có một cái màu đồng nhất đồng nhất là thứ nhất thứ nhất thứ hai là nó hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả và thứ ba là nó không rách anh nhé và thứ bốn thì nó không có dấu tay ở đây thì nếu một cây máy mà màn hình đã bị thay thế sửa chữa thì thường là sẽ có nhiều cái dấu vết ở trên cái tấm siêu đèn lớn này. Còn ở đây thì anh thấy là hầu như là không có dấu vết gì cả. Ở đây là ở Đây là một cái phần rất là quan trọng ở trên màn hình. Thì đây là cái miếng siêu đen nhỏ ở trên màn hình. Apple làm cái miếng siêu đen này ra. À, để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình này chưa. Thì ở đây anh thấy là cái miếng siêu này vẫn còn nguyên, nó chưa bị rách thì chứng minh là cây máy này chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình này nhé. Uh, xin lỗi mọi người em có cuộc gọi đến của khách hàng nhưng mà mọi người thông cảm là đối với những cái uh, việc như đang mở máy như thế này thì em sẽ không thể nghe được uh, Tại vì mở máy thì em sẽ phải uh, làm video liên tục uh, chứ không thể ngắt quãng được Ngắt quãng thì có thể sẽ có bác nghĩ là tu mobile cháo máy nên là sẽ quay liên tục uh, Số email của máy là 74035 khi nhận được máy thì anh cứ kiểm tra đúng xui mây thì anh nhận được nhé Và đây là bên trong máy thì Tuvon Mobile đang nói dở đến cái phần Đến cái cái phần Cần phần cái miếng siêu đen nhỏ này Đấy. Thì đây là nó vẫn còn nguyên rồi nhé Thì chứng minh là máy chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình Và đây là cái miếng quỷ tím ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là thứ hai là hình dạng của nó rất là đẹp thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị vào nước rồi nhá tại vì một cái cầy máy mà bị vào nước thì quỳ nó sẽ bị đỏ và cái quỳ trắng thì cũng chưa chắc là đã chứng minh được máy chưa bị vào nước mà hiện tại thì nhiều máy khi mà máy bị vào nước thì các thợ các shop sẽ bóc cái quỳ từ máy khác và dán sang trong cái trường hợp đó thì cái quỳ nó sẽ không được đẹp như thế này nhé. thì đây là cái quỳ đi theo máy từ đầu thì nó mới chứng minh được là uh, máy chưa bị vào nước. và tiếp theo thì đến cái phần uh, uh, con chip ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là cái mối hàn của con chip uh, rất là mịn nhá rất là phẳng, rất là mịn, đấy. rất là bóng. Thì cái điều này thì chúng minh là cái con chip này đi với màn hình này từ đầu Chứ không phải là bị khò từ màn hình khác ra và dán lại Và hàn lại Khi mà hàn lại thì nó sẽ có những cái dấu vết của mũi hàn mọi người nhé Chứ nó không được đẹp như thế Và đây là kính bảo vệ của camera trước Thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là Xung quanh của kính bảo vệ thì Có một cái lớp đệm bằng mút chạy xung quanh Thì ở đây thì anh thấy là thứ nhất là có Và thứ hai là nó rất là đẹp anh nhá thì cái điều này thì chứng minh là Cây máy này chưa bị ép lại kính chưa bị ép lại cảm ứng anh nhá nếu một cây máy đã bị ép lại kính ép lại cảm ứng thì cái cái cái, vòng đệm bằng mút đó thì sẽ bị mất và nếu mà có thì nó cũng sẽ không được đẹp như thế tại vì bóc ra và dán lại thì sẽ sẽ không thể đẹp được như của hãng người ta làm bây giờ thì tuvon mobile sẽ cho anh và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa và đây là bên trong máy anh và mọi người có thể xem lại bên trong máy một lần nữa tuvon mobile quay rất là kỹ và cố gắng lấy nét rất là nét cho anh và mọi người xem khi nhận máy thì anh cứ cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé số email của máy là 74035 Và đây là khâu đầu tiên trong các khâu để Tu Vân Mobile có thể mở cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB mà anh Giang ở Đà Lạt, Lâm Đồng đã tin tưởng và đặt mua của Tu Vân Mobile ra để Tu Vân Mobile có thể thay tặng anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Đây là khâu nhỏ đức tách để làm giảm kết dính của dòng Zin. như mọi người biết thì Tu Vân Mobile chuyên bán máy Zin chưa đúng ốc thì đồng nghĩa với đó là lần đầu tiên dòng zin sẽ dính rất là chắc và cần phải nhỏ nước tách để khiến quá trình mở máy được dễ dàng hơn. Số email của máy là 74035 và đây là video mở máy lần đầu tiên cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 64G màu trắng anh Giang ở Đà Lạt Lâm Đồng đã tin tưởng và đặt mua của Tú Quân Mobile. Đối với cây máy này thì Tu Vân Mobile có tặng anh Giang một viên pin mới dung lượng cao hàng ở chính hãng Origin và như mọi người thấy thì khi mở máy để thay pin Tu Vân Mobile có quay lại video mở máy lần đầu tiên Mọi người lưu ý đây là lần mở máy đầu tiên của cây máy này tức là trước đây chưa từng có ai bung mở cây máy này ra để thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào. Và ở đây thì anh Giang và mọi người có thể thấy là doang dinh theo máy dính rất là chắc. Mặc dù là trước đó thì tu mobile đã nhỏ, đã qua khâu nhỏ nước tách để làm giảm kết dính của doang dinh. Ở lần mở máy đầu tiên thì sẽ chịu nhiều rủi ro hơn so với những lần mở máy tiếp theo lần mở máy thứ hai thứ ba hoặc thứ n lần mở máy đầu tiên thì doang zin theo máy dính rất là chắc nên cái khả năng vỡ màn này hỏng màn nó sẽ cao hơn khá là nhiều nên lần mở máy đầu tiên thì cần phải rất là cẩn thận Như anh Giang và mọi người có thể thấy thì đây là dòng zin theo máy. Và Tu Vân Mobile sẽ cố gắng giữ được tối đa cái phần dòng chống nước zin này. Để sau đó thì sẽ đóng lại áp suất cho anh Giang bằng dựa chủ yếu là bằng dòng zin. Nếu đóng áp suất dựa chủ yếu bằng gioăng zin như thế thì cái khả năng chống nước của máy sẽ cao hơn rất là nhiều so với gioăng áp đóng lại Ở đây thì mọi người có thể thấy là gioăng zin dính rất là nhiều và một số đoạn thì tuvon Mobile sẽ phải dứt bỏ đi rứt nó đi rứt đứt đi tại vì nếu mà để nó kéo dài ra thì nó sẽ mất rất là nhiều răng và đây là bên trong máy cây máy iPhone XS 64GB mà anh Giang ở Đà Lạt Lâm Đông đã tin tưởng và đặt mua của Tung Vân Mobile. Như anh Giang và mọi người có thể thấy thì bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào. Và bây giờ thì Tu Mobile sẽ cho anh Giang và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 74035. Khi nhận được máy thì anh Giang cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB anh Giang ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông đã tin tưởng và đặt mua của Tùng Vân Mobile. Ở bên trong máy thì anh Giang và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Hầu như không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Và đây là đặc điểm của một cây máy zin chưa đụng ốc và được mở ra lần đầu tiên. Và bây giờ thì Tu Mobile sẽ đi vào từng chi tiết và giải thích cho anh và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin, cụ thể ở đây là một cây máy zin chưa đụng ốc và mở ra lần đầu tiên ở trên cây máy này đầu tiên thì về phần pin thì ở đây anh và mọi người có thể thấy đây là một viên pin zin theo máy. Thì thứ nhất thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy và thứ hai là đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên anh có thể thấy là trên bề mặt của quả pin thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay và nó không bị không không bị rách cái phần siêu đen ở trên quả pin này anh nhé thứ hai là phông chữ ở trên pin thì ở đây anh có thể thấy là được in rất là rõ nét nó không bị mờ không bị nhòe in không lỗi anh nhé kể cả logo quả táo và những ký hiệu ở dưới này được in rất là đẹp không hề bị lỗi một chút nào cả và về form pin tức là hình dạng của viên pin thì anh thấy là rất là đẹp anh nhé ở đây thì anh có thể thấy là những cái đường bo được hãng làm rất là đẹp và đây là siêu pin ZIN theo máy thì ở đây anh có thể thấy nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp anh nhé. Đây là siêu pin ở phía dưới rất là mỏng và được dán rất là đẹp. Chút nữa thì khi mà lật viên pin ZIN lên thì Vân Mobile sẽ cho anh và mọi người xem cái lớp Uh, siêu pin zin uh, ở phía dưới nếu là siêu pin zin thì sẽ được sẽ có thể tách ra được thành hai lớp còn uh, nếu mà là siêu pin lô thì sẽ không tách được anh nhé và đây là camera trước của máy thì ở đây anh có thể thể thấy là camera trước của máy thì trong vắt anh nhé không có một chút bụi nào cả không bị bạc Đấy. Camera ở trên những cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp tại vì nó chưa qua thay thế sửa chữa và chưa qua rửa cam. ở đây thì anh có thể thấy là ở cái dòng iPhone Xs và Xs Max thì nó có một cái lớp này gọi là cái lớp mà siêu bằng keo thì cái này được hãng làm để mà gắn cái 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 kết nối này với lại cái thân máy thì ở đây thì anh thấy nó là nó vẫn còn nguyên thì chứng minh là cây máy này chưa ra màn bao giờ nhé tức là chưa tháo màn để riêng ra lần nào thì hầu như là tất cả các nhiệm vụ sửa chữa thì phải tháo cái cái màn hình này ra để có thể thay thế sửa chữa Đấy. thì ở đây thì anh thấy là vẫn còn nguyên chưa tháo ra lần nào ấy nhá và đây là nhẹp ở camera sau à, thì anh thấy là rất là sáng rất là sạch nó không hoen dỉ và không có dấu tay thì cái điều này thì chứng minh là uh, chưa có dấu hiệu của việc uh, bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa anh nhé. Và đây là nẹp ở trên bên và cũng đồng thời là nẹp pin. Thì ở đây anh thấy là ở uh, trên bề mặt của của, của nẹp thì rất là đẹp rồi nhá. Uh, thường là máy đã bị thay thế sửa chữa thì ở trên uh, cái nẹp này, cái cái nẹp bằng uh, cái nẹp này thì có một cái lớp màu đen. Cái lớp này thì nó rất là dễ có dấu vết và dễ bị rách anh nhá thì thường là nó sẽ có dấu vết nhưng ở đây thì anh thấy là nó vẫn còn nguyên không hề có dấu tay không hề có bụi bẩn sạch đẹp gần như một cách hoàn hảo đây là cái siêu ở trên men thì ở đây anh thấy là rất là đẹp đấy nhá nó hầu như là không có bụi bẩn không bị rách và nó không bị không bị xun xoăn nhăn nhau. thì chứng tỏ là chưa có dấu hiệu của việc bị sửa men nếu mà bị sửa bên thì thường là dưới tác động của nhiệt thì nó sẽ bị bạc màu hoặc hoặc là bị nhăn Đấy. còn ở đây thì anh thấy là rất là đẹp không có dấu vết gì cả và sang đến phần màn hình của máy thì thứ nhất là cái miếng siêu đen lớn ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là cái miếng siêu đen lớn này nó rất là đẹp anh nhé. rất là đẹp ạ nó có một cái màu đồng nhất đồng nhất là thứ nhất thứ nhất thứ hai là nó hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả và thứ ba là nó không rách này nhá và thứ bốn thì nó không có dấu tay ở đây thì nếu một cây máy mà màn hình đã bị thay thế sửa chữa thì thường là sẽ có nhiều cái dấu vết ở trên cái tấm siêu đèn lớn này còn ở đây thì anh thấy là hầu như là không có dấu vết gì cả ở đây là đây là một cái phần rất là quan trọng ở trên màn hình thì đây là cái miếng siêu đen nhỏ ở trên màn hình apple làm cái miếng siêu đen này ra để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình này chưa thì ở đây anh thấy là cái miếng siêu này vẫn còn nguyên nó chưa bị rách thì chứng minh là cây máy này chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình này nhé Uh, xin lỗi mọi người em có cuộc gọi đến của khách hàng nhưng mà mọi người thông cảm là đối với những cái uh, việc như đang mở máy như thế này thì em sẽ không thể nghe được tại vì mở máy thì em sẽ phải uh, làm video liên tục uh, chứ không thể ngắt quãng được ngắt quãng thì có thể sẽ có bác nghĩ là tu vân mobile cháo máy nên là sẽ quay liên tục Đấy, số email của máy là 74035 khi nhận được máy thì anh cứ kiểm tra đúng xui mây thì anh nhận được nhá và đây là bên trong máy thì tu mobile đang nói dở đến cái phần đến cái cái phần cần phần cái miếng siêu đen nhỏ này đấy thì đây là nó vẫn còn nguyên rồi nhá thì chứng minh là máy chưa bị thay thế sửa chữa ở trên màn hình và đây là cái miếng quỷ tím ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là thứ hai là hình dạng của nó rất là đẹp thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị vào nước rồi nhá tại vì một cái cây máy mà bị vào nước thì quỳ nó sẽ bị đỏ và cái quỳ trắng thì cũng chưa chắc là đã chứng minh được máy chưa bị vào nước mà hiện tại thì nhiều máy khi mà máy bị vào nước thì các thợ các shop sẽ bóc cái quỳ từ máy khác và dán sang trong cái trường hợp đó thì cái quỳ nó sẽ không được đẹp như thế này nhá. Đấy, thì đây là cái quỳ đi theo máy từ đầu thì nó mới chứng minh được là uh, máy chưa bị vào nước. và tiếp theo thì đến cái phần uh, uh, con chip ở trên màn hình thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là cái mối hàn của con chip uh, rất là mịn anh nhá, rất là phẳng, rất là mịn, đấy. rất là bóng thì cái điều này thì chúng mình là cái con chip này đi với màn hình này từ đầu chứ không phải là bị khò từ màn hình khác ra và dán lại và hàn lại. Khi mà hàn lại thì nó sẽ có những cái dấu vết của mũi hàn mọi người nhá, chứ nó không được đẹp như thế. Và đây là kính bảo vệ của camera trước thì ở đây anh và mọi người có thể thấy là xung quanh của kính bảo vệ thì có một cái lớp đệm bằng mút chạy xung quanh Thì ở đây thì anh thấy là thứ nhất là có và thứ hai là nó rất là đẹp anh nhá. Thì cái điều này thì chúng minh là cây máy này chưa bị ép lại kính, chưa bị ép lại cảm ứng anh nhá. Đấy. Nếu một cây máy đã bị ép lại kính, ép lại cảm ứng thì cái 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 vòng đệm bằng mút đó thì sẽ bị mất. và nếu mà có thì nó cũng sẽ không được đẹp như thế, tại vì bóc ra và dán lại thì sẽ sẽ không thể đẹp được như của hãng người ta làm. Bây giờ thì Tuvon Mobile sẽ cho anh và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Và đây là bên trong máy. Anh và mọi người có thể xem lại bên trong máy một lần nữa. Tuvon Mobile quay rất là kỹ và cố gắng lấy nét rất là nét cho anh và mọi người xem khi nhận máy thì anh cứ cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé và bây giờ thì tuvon mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy để thay tặng cho anh một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin à, số email của máy là 74035 và đây là pin zin theo máy thì pin zin theo máy sẽ được kết dính với vỏ zin theo máy bằng một lớp siêu pin zin theo máy thì ở đây anh giang và mọi người có thể thấy đây là siêu pin zin theo máy thì cái đặc điểm của siêu pin zin theo máy thì nó sẽ được sẽ có thể tách tách ra được thành hai lớp anh nhé ở đây thì thứ nhất thì anh thấy là một lớp dính lên phần pin của máy và một lớp dính lên phần vỏ của máy nếu mà là siêu pin lô thì chắc chắn là nó sẽ không tách ra được như thế này mà nó chỉ là một lớp thôi thì hoặc là nó dính lên phần pin hoặc là nó dính lên phần vỏ máy nhá chứ không phải là dính cả pin cả vỏ máy như thế này số IMEI của máy là 74035 và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tắt nguồn máy. Để tháo pin zin ra khỏi máy. Và đây là viên pin zin theo máy thì mặc dù là viên pin này đã không còn cái giá trị sử dụng nhưng nó vẫn còn chứa cái cổ cáp của pin zin nên là nó sẽ có tác dụng khi anh muốn bán lại máy thì anh cầm theo cái viên pin này sẽ bán được giá cao hơn anh nhé thông số của pin là 2.658 mAh đây là thông số của pin theo máy mới mọi người nhé Còn pin theo máy cũ thì cái thông số của nó sẽ không còn được ở cái mức đó nữa mà qua thời gian thì nó sẽ bị hao mòn và hiện tại thì dung lượng của một viên pin theo máy cũ của XS thì nó sẽ vào khoảng 2000 thôi mọi người nhé chứ nó không được là 2000 6 như thế và đây là một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin Tupon Mobile thay tặng cho anh ở trên cầy máy này dung lượng của pin thì ở đây anh có thể thấy là 3150 mAh. Và đây là viên pin. Ở đây thì anh có thể thấy đây là tem chính hãng của Origin. Ở đây thì anh có thể nhìn thấy những cái dòng chữ như siêu nén này, tối ưu sạc nhanh và bền bỉ. Loại pin này thì thứ nhất là dung lượng cao và dung lượng chuẩn. Tức là hiện tại ở trên thị trường thì có nhiều loại pin tuy là thông số thì cao nhưng mà thật ra thì dung lượng sẽ không đạt được như thế và cái thứ hai thì cũng có rất là nhiều loại pin dung lượng thì cũng cũng cao nhưng mà nó thuộc cái loại phôi kim phôi pin chất lượng kém nên là dùng một thời gian nó sẽ 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 xuống cấp rất là nhanh nhưng uh, pin origin thì uh, Mọi người sẽ dùng được ở khoảng từ năm rưỡi đến 3 năm tùy cái mức độ sử dụng. Nói chung là pin thì rất là bền và rất là trâu. Ở đây thì anh Giang và mọi người có thể thấy là vệ sinh máy cũng rất là rất là là dễ. Tại vì cái lớp siêu pin zin uh, này thì có cái đặc điểm là khi mà dính thì nó rất là dính nhưng mà khi mà vệ sinh thì cũng 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 rất là dễ luôn ạ. À. Nó không như siêu pin lô, siêu pin lô thì vệ sinh nó sẽ khó hơn khá là nhiều. số email của máy là 74035. Và đây là bên trong máy sau khi Tu Vân Mobile đã thay tặng cho anh Giang một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin. Tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại nhập pin, đóng lại áp suất và gửi máy về cho anh Giang. Chân thành cảm ơn anh Giang ở Đà Lạt, Lâm Đồng đã tin tưởng ở Vân Mobile và đặt mua cây máy này. Đây là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB màu trắng. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.